Đây là một cái bon nguồn của cục sạc, nó nằm trong cục sạc á. Đây là cục sạc, đổ nó lên, và cái này mình sẽ đổ nó lên bằng đốt thắp đèn led cái này luôn ha. Nó 5V, đèn led 12V mới sáng được. Vậy thì mình sẽ đổ bằng cách nào đây? Cần một cái chu điện, cái chu điện nè, đổ vào hai cục dây, hai cục dây, một cọng thì đi qua một cái bóng đèn, một cọng này đổ ra bóng đèn đi ra, còn lại đi vô đây. Sẽ đóng vào đây, đóng vào trong đây, lỡ nó chậm chạp đèn bóng đèn cũng sẽ sáng lên, không sao. Rồi mình sẽ 2 giờ. Rồi mình sẽ hàn vào hai cọng đây, cắm điện. Không lên đèn, à cái đèn nó không sáng. Giờ người ta sẽ đo rồi mình lắp. Điện ra là bao nhiêu quân? Ra chỗ này nè. Nó 95W. Trên của ô tô quang nói ra cộng dây và gửi luôn điện trở từ cục G của con, từ cục G của con tên là 431, và mình sẽ đấu vào trong cái lại đấu bên đây. Lại sáng ở đây ạ, đi qua đây 9V, thấy là 9V này nhé. Ok, muốn cho nó chớp chớp thì mình chỉnh cái lúc này ha. Rồi các bạn thấy nè, cầm lại 9V.
11 quân. 11 quân. Giảm xuống này. Năm quân. Sáu quân. Bảy quân. Bảy quân. Chín quân. Tám quân, chín quân, mười quân, một quân, mười quân. Ba quân. Số 12 quân thôi. Là có một cái này một quân thì chúng ta sẽ bật cái bóng đèn này ra, bóng đèn này đánh trực tiếp vào. À, lúc này chúng ta có thể chỉnh. Đây là 10 won và chỉnh nha. 10 won chỉnh nè. Chín quan, chín quan, mười hai quan, quan, năm quan lại, xin bấm luôn, nó sẽ liên tục cho các bạn. Lúc này là hãy chấp, hãy chấp các sự tập luôn.